Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của phép lạ. Kinh Thánh định nghĩa phép lạ là gì? Một điều kỳ diệu là một sự kiện không thể giải bởi luật tự nhiên hay khoa học. Các nhà thần học thường nói rằng, với sự quan phòng của Đức Chúa Trời thường xuyên làm việc thông qua thiên nhiên, nhưng với tư cách là đấng sáng tạo, có thể tự do làm việc mà không cần ở trên hoặc chống lại nó. Mục đích của phép lạ là gì? Các mục đích của một phép lạ có thể là kết quả trực tiếp và tức thời của sự kiện, ví dụ sự giải thoát khỏi nguy hiểm sắp xảy ra. Do đó, việc thông qua con cái Israel không qua biển đỏ trong cuốn sách thiêng liêng tiếng Hebrew Bible Cựu Ước, chữa bệnh hoặc cung cấp nhiều thứ cho người nghèo. Những phép lạ của Chúa là gì? Các phép lạ của Chúa Giêsu là những việc làm siêu nhiên được cho là Chúa Giêsu trong các văn bản Kitô giáo và Hồi giáo. Phần lớn chữa lành đức tin, trừ tà, phục sinh, kiểm soát thiên nhiên và tha tội. Làm thế nào để điều kỳ diệu xảy ra? Miracle làm xảy ra hàng ngày, tất cả ngày dài. Đôi khi rất hiếm khi những điều không thể xảy ra và chúng ta gọi là phép màu. Và đó là lý thuyết. Phép màu là sự can thiệp của thần thánh vượt lên trên những gì thường được coi là quy luật tự nhiên. Và do đó, nó không thể được giải thích dựa trên bất kỳ cơ sở tự nhiên nào. Tại sao Chúa làm phép lạ? Các phép lạ của Chúa Giêsu là một cái nhìn thoáng qua và dự đoán trước về những gì Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trên quy mô lớn. Phổ quát khi Chúa Giêsu đến để thiết lập trời mới và đất mới. Các phép lạ của Chúa Giêsu cho ta thấy trước về ngày vinh quang đó. Những phép lạ cung cấp một cái nhìn thoáng qua về thiên đường trên trái đất. Phép màu được kiểm chứng như thế nào? Phép lạ chỉ có thể được xác nhận nếu người được chữa lành chỉ cầu nguyện với một người, chẳng hạn như Đức Gioan Phaolô II trong thử thách của họ. Bằng cách đó, không có thể sự lẫn lộn khi xác định xem người nào trên thiên đàng và cầu thay cho họ. Làm thế nào tôi có thể nhận được một phép lạ từ Chúa? Lời khuyên: thứ nhất, hãy cho đi và tin tưởng. Thứ hai, có niềm tin vào Chúa. Thứ ba, đây là một quá trình cá nhân và duy nhất. Thứ bốn, hãy biết rằng Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của bạn và bạn sẽ nhận được những gì bạn cần. Thứ năm, hãy tin vào điều kỳ diệu đó. Thứ sáu, đừng nản lòng nếu những gì bạn yêu cầu không xảy ra ngay lập tức hoặc đúng như cách bạn muốn. Điều kỳ diệu có thể xảy ra trong cuộc sống không? Có lẽ bạn đã sống sót sau những sự cố vậy hoặc trải qua quá trình chữa bệnh bằng phép màu. Tôi sẽ chỉ gọi chúng là phép màu. Bạn nghe nói về phép màu, nhưng đó là những phép màu dưới dạng chữa bệnh bằng vật lý, điều mà khoa học không thể giải thích được. Tuy nhiên, mỗi người trong số các bạn có thể kiểm soát và làm nên những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của mình. Điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày là gì? Việc mặt trời mọc mỗi ngày quả là một điều kỳ diệu. Đó là một điều kỳ diệu mà chúng ta đứng lên cũng vậy mỗi ngày. Đó là một điều kỳ diệu mà chúng ta có thể thở được. Điều kỳ diệu là cơ thể trực giác biết mình thở là gì. Quả là một điều kỳ diệu khi trái tim của chúng ta đang hoạt động mà không được lệnh phải làm như vậy. Liệu pháp màu có còn tồn tại cho đến ngày nay không? Dựa trên kinh nghiệm của tôi và số điểm tuyên bố về những người chứng kiến tận mắt, ta có thể nói rằng phép màu vẫn tồn tại ngày nay. Các phương tiện truyền thông gọi đó là sự tình cờ, sự hiện thực hóa hay sự tình cờ. Nhưng chúng ta biết rõ hơn, nói không có phép lạ là nói Đức Chúa Trời đã mất quyền năng hoặc Ngài không tham gia vào việc tạo dựng của Ngài. Tại sao chúng ta tin vào những điều kỳ diệu? Theo câu trả lời này, nhiều người tin vào phép màu vì họ muốn nghĩ rằng chúng diễn ra.
Có một số sự thật trong câu trả lời này. Người ta có thể lập luận rằng niềm tin vào sự chữa lành kỳ diệu là đặc biệt phổ biến bởi vì mọi người muốn duy trì hy vọng ngay cả khi họ bị bệnh hoặc chấn thương nghiêm trọng. Điều kỳ diệu có thể xảy ra trong tình yêu không? Cuộc sống đầy những điều kỳ diệu. Đôi khi bạn chỉ cần một con mắt để phát hiện ra nó. Nhưng với tình yêu, phép màu tìm thấy đường vào cuộc sống của chúng ta, khiến chúng ta không nói nên lời. Chúng gặp đôi này đã nhìn tìm thấy của họ và chúng ta thấy hy vọng rằng những kết thúc có hậu sẽ xảy ra. Điều kỳ diệu có thể xảy ra nếu không có niềm tin, phải không? Bạn không thể có một phép lạ nếu không có đức tin. Đức tin luôn cần thiết để chữa bệnh trong các sách phúc âm. Chúng ta có thể thấy điều này mỗi khi Chúa Giêsu chữa lành một người nào đó. Phép lạ củng cố niềm tin. Vì vậy điều diệu kỳ sẽ phải xảy ra trước, và sau đó một người sẽ tin tưởng và có niềm tin. Con người ngày nay yêu cầu bằng chứng để có niềm tin. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.